Thương anh như chung.
cho chúng tôi được chấm dứt chương trình ở đây. Nhân ngày cuối tuần, một lần nữa đại diện cho Liên khóa 63 và trưởng các anh trong ban tổ chức, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các anh chị một đêm cuối tuần thật vui, và ngày mai cũng như những ngày còn lại trong năm đầy hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Ladies and gentlemen, once again, on behalf of Class 63 of Vietnamese Air Force, thank for your attendance tonight, and by the way, we would like to wish you a happy, happy weekend, and once again,